bắt đầu màn hai. Nhà sư tiến vào quán thì cô Giang lánh vào bên trong quán. Sư Trạch trở ra và nói như sau: Nam mô chư Phật mười phương, long thần hộ pháp chư thiên hằng hà. Trên đường sơ hồi vọng la, lễ trơn trình lại tổ nhà hùng vương. Ai mà quên được giáng sơn, dù tu nghìn kiếp vẫn còn trầm mơ lung. Bồ Tát đảo qua cửa đền, hóa thân Bồ Tát thành con vua hùng. Hẹn người đồng hội mã hồng, cái giang cái lạt buộc lòng thời tha. Một ông sư nói năng còn bày vẽ, hóa thân là Bồ Tát có làm sao? Chỉ ngại rằng ngục lặn ở ba đào, đắm đuối dưới trần lao vô tích sự. Sư bác đây nói sao mà vọng ngữ, giang sơn nào khiến bác phải lo âu? Tôi tu hành thì còn có gì lo, nhưng có người huynh đệ ở ngoài kia là học trò đang nấu dở nồi kê, quảng nghiên bút bừng giấc mê danh lợi. Nếu phải là sông thì xin chờ núi. Tôi chính là Nguyễn Thị Giang đang đợi đây. Ồ, quý hóa, niệm A-di-đà Phật, biết từ lâu, gặp mặt mới hôm nay. Tôi, nhà sư, những ngài trụ một chùa, từ nay đó mai đấy đời tráng sĩ, lận như trạch vì bị cây ruồng bố. Thì ra đây, người thiếu lâm võ nghệ, theo liền chân hộ vệ bậc đầu đàn. Ý nghĩa lắm, đấng thiền gia pháp chủ. À, thưa cô, anh học lệnh tôi vào thăm dò thử. Nếu cô Giang còn đó một mình thôi thì tôi bèn gõ tiếng mõ ba hồi, đạn trưởng sẽ đến nơi liền giây lát. Đáng bội phục, hèn nào người ngang dọc, khắp trung du làng mạc đều đi qua, vẫn an toàn. Khi thì giả nông gia, khi buôn bán thương hồ che mắt giặc. Phật nữ nhi phục tùng người trác tuyệt, còn xứ ông chịu thiệt bởi vì đâu? Thiệt thòi không, ta hạnh diện theo hầu người thánh thiện cứu đời hướng Bồ Tát, vì hồn phách của sinh linh ngàn thuở, vì công ơn quốc tổ đã khai sinh. Đạo tu hành nhàn nhã một riêng mình, xa lãnh tục chỉ là quên trách vụ. Đức Phật dạy phải đại hùng đại lực mới viên thành quảng đức đại từ bi. Nếu mà ta từ thủ mặt quay đi, mặc ác bá Tây Di ngồi độc chiếm, thì nghìn tóc là trăm nghìn cái tội, cào trọc đầu tội ấy hết được sao? Sư ông đây phát nguyện thật anh hào, khiến phận gái quyết theo đường cách mạng. Ta đi khắp Hải Dương vào Phụ Làng, sang Bắc Ninh và Phú Thọ Bắc Giang, vẫn tìm về những pháp phái sơn môn khuyên nhủ cúng dường đuổi tay tranh đấu. Trong lăng kính ấy nhìn ra ánh đạo, độ sinh linh theo tông pháp đại thừa. Khổ thời này do dê chó rước vào, ta cứu khổ đổi đời số bao nghịch. Tâm huyết ấy
cùng đem tài thao lược giải trừ cho dân chúng khỏi lầm than. Đạo gia nhìn thế giới với tâm hàn, ta sùng sục tâm can bầu máu nóng. Cô Sử Nhu quả nhiên người xuất chúng, cống hiến cho đoàn một tay trí dụng. Phụ làng thương Giang Bắc đôi chị em, đảng từ khi thành lập đã 2 năm, chưa thấy ai hơn chị em cô đó. Thông lệ chỉ tuyển vào trong đảng bộ các nam nhân. Còn nhi nữ thì sao cơ chứ? Tôi sẽ trình lên đề nghị, chớ coi thường người nhi nữ trên con đường cách mạng. Nếu đảng chỉ có nam nhân cáng đáng, lúc cao hứng thì... Ồ, xin cô đừng vội nóng, bởi trong vòng bí mật sinh lôi thôi. Mà thoái thường phụ nữ chuộng nhiều lời, không kín tiếng thì thôi đành hỏng chuyện. Ồ, cũng bởi vì hệ thống đại gia đình đã kìm hãm đàn bà trong áp bức, nên ấm ức họ ngồi lê đôi mắt, tâm sự cùng nhau, an ủi cho nhau. Đảng đã là đảng cách mạng khởi đầu, thì đảng hãy đề cao vai phụ nữ. Khi nước biến, toàn dân đều can dự, mà nam nhân chỉ nửa số dân thôi. Nếu đàn bà không khích lệ tài trai, thì trai trẻ sẽ thụt lùi bỏ cuộc. Khi tụ tập lại rượu chè, nát bét, lộ quân mưu, thiệt quá hại đàn bà. Tục ngữ rằng vào rượu tất lời ra, lê đôi mách bên nào nên loại bớt. Ồ, món rượu bần tăng đây ghét nhất, rượu đã vào chỉ kệ đến lời ra. Khi nghiện rồi còn bán rẻ ông cha, rượu văn điện, rượu ti đều độc dược. Khi hội kiến sẽ xin cùng đảng trưởng xét cho tuyên thệ đảng các nhân tài, bất luận là nam nữ, miễn thương nòi, cống hiến sức cho đời, cho tổ quốc. Hiện nay chỉ ở vòng ngoài hệ thuộc, được cách mạng xét vào hàng đoàn phụ, đoàn với đảng. Nếu như là đệ tử, phải cho đồng không phân biệt gái trai. Trai mà chưa thử thách được đến nơi, cũng cứ phải ở đoàn chờ cơ hội. Cũng như nữ, nhưng đã vàng thử lửa, thì vinh quang tuyên thệ đảng đường hoàng. Được như thế, đảng phát trương rộng khắp. Sứ kiêng rượu, kiêng lại gần nữ sắc. Kiêng rượu ngon, nhưng không kiêng giết giặc. Nếu là gian, bán nước quyết không tha. Cô Giang đây, vợ lý nhẹ không ngờ, người phụ nữ óc trường phu khá quá. Còn một điều Giang này xin được biết, mong sư ông phá chất giải dùng cho nhé. Trong khi mình ra sức đuổi Tây đi, người xóm đạo đảng chủ trương đóng mở. Cứ theo lý Phật hoằng khai hỷ xả, dùng huệ tâm dung chứa khắp nhân gian. Lý đạo màu phương tiền phẩm không can, hệ được ý quên đi lời chuyên chợ. Đào cũng vậy, đồng quy từ vạn mẹo, đảng viên ta từ đau khổ vùng lên. Bất luận tông nào, tứ giác đồng nguyên, quốc dân đảng đại gia đình quy tụ. Tàu năm xưa loạn Thái Bình Thiến Quốc, bùng mạnh lên mãnh liệt vì tham quan, coi thường dân như cỏ rác không hơn. Các cố đạo thời giáo truyền nhân ái, bình đẳng, thuận hòa, sống trong nhân đạo. Đảng trưởng đã đi thăm nhiều xóm đạo,
nói về lòng yêu tổ quốc quê hương. Lê Hữu Cảnh, Hoàn Long theo đạo Chúa, nhiều con chiên đều cảm tử sẵn sàng chống ngoài bang, nào thua rút kém ai. Như thế thì may, sự nghiệp tương lai ngày khởi nghĩa ắt có cơ thành tựu. Bà chủ quán bưng bát nước chè tươi ra, vừa lúc nghe hết được câu chuyện và đã nói: Tổng khởi nghĩa, thì ra cô đại biểu cho nữ lưu dòng bà Triệu Bà Trưng. Cô là Giang, quê ở phủ Lạng Thương, già phải mau mau nhắn với thằng con liên lạc với cô Giang vào cách mạng. Bà chủ quán cười mừng rỡ, trao bát nước chè rồi ra hiệu thí mạng để đánh giặc.